Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em bình luận trận đấu giữa Real Madrid và Vallecano. Và ngày mai thì Real Madrid cũng sẽ có cuộc chạm trán với lại Dortmund ở chung kết UEFA Champions League. Và anh em dự đoán đội bóng nào sẽ vô địch UEFA Champions League năm nay? Và chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo của trận đấu ngày hôm nay. Và hôm nay thì Cá Voi Gaming sẽ được sử dụng đội hình của đội bóng mạnh hơn, đó là Real Madrid, và tỷ số hiện tại đang là 1-1. Trận đấu sẽ được bắt đầu ở phút thứ 70 và xin mời anh em cùng đến với những diễn biến. Đây là pha phát bóng lên của thủ thành bên phía đội bạn. Và liệu rằng hôm nay thì Real Madrid với một đội hình rất mạnh có thể hoàn thành thử thách để mang về 75 vàng ở chế độ Scenario hay không? Vừa rồi là một pha dứt điểm không thành công của Vinicius Junior, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng đây là Jude Bellingham. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, đội bóng mạnh hơn đã có cho mình bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Một pha ghi bàn rất hay của Jude Bellingham ở phút thứ 76 của trận đấu. Và hy vọng trận chung kết sắp tới đây giữa Real và Dortmund thì Jude Bellingham sẽ là người tỏa sáng để mang về chiến thắng cho câu lạc bộ bóng đá hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Ở mùa giải năm nay tại La Liga thì Jude Bellingham là cầu thủ xuất sắc nhất. Bóng đang trong chân của các cầu thủ bên phía đội bạn. Một pha đi bóng khá tự tin. Vừa rồi là tình huống cắt bóng chưa thành công đến từ Jude Bellingham. Đây là Dani Cavaran. Pha cắt bóng hay đến từ Dani Cavaran và Fabinho Van Bede có một đường truyền. Đây là Vinicius, vẫn đang là các cầu thủ bên phía Real Madrid. Và vừa rồi thì đường truyền là chưa thành công. Bóng đang trong chân của Rodrigo. Chúng ta đã có những tình huống qua người chưa tốt ở những phút thi đấu vừa qua. Đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn. Pha cắt bóng là tương đối hay của Vinicius Junior. Và thời gian thi đấu chính thức của trận đấu ngày hôm nay không còn nhiều. Đây là Rodrigo. Bằng một cách nào đó thì bóng tự tìm tới chân của Rodrigo. Và pha ra chân vừa rồi của Vinicius là tương đối thiếu chính xác. Vừa rồi thì Vinicius Junior đã bỏ lỡ cơ hội để có cho mình bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-1. Và là bàn thắng định đoạt trận đấu ngày hôm nay, khi mà thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Đây là cầu thủ bên phía đội bạn. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và trận đấu ngày hôm nay của Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Hy vọng đây cũng sẽ là tỷ số của trận chung kết UEFA Champions League trước Dortmund. Cảm ơn anh em đã đón xem video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming. Bye bye anh em nha.